tận ngon. Cẩn ngữ, đừng xưng ông chúa, xưng ông xưng bà, thì tất cả chư thần và âm binh thần, bởi vì cái thủ sơn kỳ hương của tôi không chứa đệ đâu, tiễn dòng đệ đi. Vậy là chưa pháo, chưa biết à, của Lý Tịnh này. Ở trong đường là chạy luôn à, lâm giò cây lâm giò cây lâm. Giờ huynh nói gì pháp đi, ca pháp rồi dùng nước pháp này nó nghe nó im im chút là lạ chút. Pháp niệm cơ nó sẽ sắp tới rồi. Nó sẽ sắp tới rồi. Tới mà tới như thế nào có thể mình giải thích được chút xíu đi, lâu đi chút xíu được. Nguy hiểm lắm. Nó nếu người thiệt lắm thì nó mới còn, còn không thiệt không thổi qua. Nhưng 2 tháng 2 không sai. Như đây là còn tháng 2. Nhưng 2 tháng 2 là ngày lễ của quan cờ. Nó còn hơn là cái chỉ thị 16. Gì? Hơn nữa. Bỏ chưa thần ta sợ lắm rồi. Cẩn ngôn, cẩn ngữ, đừng xưng ông chúa, xưng ông xưng bà, thì tất cả chư thần và âm binh thần tượng không tha. Cái lực này còn hơn là 16. Ổn chưa? Quá ghê ha. Phải ghê. Ngồi đó chết đó chứ không có đâu hết. Vì mình có thể cho biết là cái nạn là ngồi đó chết đó, lý do là dịch bệnh làm sao mà ông binh này từ đâu đến dữ lên, nó bắt hồn không tha đó, không tha những lời nói hồ đồ hỗn độn. Không tha nào. Đã từ bấy lâu rồi. Ẩn rồi. Những binh nó đi. Cặp mắt như đèn xe hơi. Yeah. Đại thì cũng có nghe nói. Bây giờ trời mở cửa Mỹ Dương xuống thế đó. Mà xuống rồi đó. Dạ mà không biết có thật gì không. Bằng sự thật. Yeah. Binh nó đi là nó như là dẫm dò vậy đó. Ầm. Mình có lời nào khuyên đến quý vị cộng đồng mạng mình để mình chẳng ngôn tính ngữ hay làm như thế nào để đừng mắc phạm sai lỗi đối với các vị, để các vị đừng có xử. Thì để cộng đồng mạng đó phải lấy bố thí kỳ trai giữ giới mà tu hành tìm đạo đắc quả cao sâu là cái tâm của mình là quý nhất. Và khi mà Vinh nói vậy đó, trời, Vinh nói ơn ha, phải vậy chứ, mới chọn người hiền lại, còn người hùng ai chứa nó nữa. Nếu tôi gặp em tôi hay là đệ tôi hoặc là mũi tôi hay là tỷ tôi, được rồi tánh tỉ hay là mũi hay là để nóng như vậy là để ra ngoài đi, để không ở nhồng này nữa. Bởi vì cái bổ sơn của kỳ hương của tôi không chứa để đâu, tiễn dòng để đi, dù cho tôi có đau tôi cũng tiễn dòng để đau chứ. Mỗi mất một người là đã đau, mình cũng như mình đi gì mà mất một người cũng để là nó buồn rồi. Càng ngày càng đi càng thương là mình buồn rồi, tại cái khẩu nghiệp của nó.
Dạ, vì huynh cho đệ hỏi, huynh nói là năm nay là cũng có những cái bệnh mà ôn dịch gì đó. Không sai. Chết gì đó rồi vậy thầy ông nói là ông sẽ về, nhưng mà huynh có biết khi nào thầy về không huynh, để cứu bây giờ thánh ông huynh. À, không có chừng nào mà cuối dạ. Mới về. Dạ. Mang cuối mới về. Dạ. Bây giờ là mới bắt đầu thôi hả huynh? Mới bắt đầu. Dạ. Mới khở. Theo như mình cảm nhận được á, là mình thấy quy thiền này là có thể là hoàng tử không? Không. Đừng nói vậy. Nói vậy nè, phải chân ở Long cái xác này không còn. theo mình nhìn biết cái huynh hiền có thể là hoàng tử ở Đông Dương á, Đông Cung á. Nếu cho thật vậy thì có thể huynh tiết lộ chứ bên đây mình biết về cái cơ, tại vì huynh không tiết lộ thôi. Cái này thì ta biết có thể được cơ nó lòi ra. Quỳnh thiếu nữa rồi. Dạ. Rồi đó, giờ đệ có đi xuống pháp của Lý Định chưa? Dạ chưa. Vậy là chưa pháp, chưa biết pháp của Lý Định rồi. Dạ. Ở căn đường là chạy ruộng, à, lâm dò, cây lâm dò, cây lâm dò á, à, 36 vị hiền thần, mình dẫn mình đệ về đó hết. Nếu mình biết mình không chỉ, là mình có lỗi, có lỗi. Cái của con voi đó có lộ cái chân nó chưa? Giống nhìn thấy giống cái hiện thân à, giống bạch mã quá. Bạch mã của voi. Vô cổ chân trách. Cổ chân nhị. Ở đây chơi về không dám hết đâu. Nó coi chừng à. Chơi chứ không phải mà bạch mã của huynh cởi sao? Đó là long mã. Bạch mã của huynh cỡ, em nhớ là đi. Dấu quà cũng lộ. Dấu làm sao dấu được? Đại đi đại sao ha, con nhỏ ở bể núi nè, nó nhìn nè. Thì sao nãy giờ nói nãy giờ không có thấy huynh trả lời câu hỏi nào cho nghe huynh. Nói những cái cơ của huynh đó, huynh có gì nói, còn giấu gì nữa? Trời đợi chứ, đợi tam hoàng quyết định chứ. Chưa luôn hả? Chưa. Chờ ông quyết định là ra qua thằng võ liền. Cả cuốn kinh, rồng phải đi. Chưa đừng mà nói nha. Thằng quỷ đâu à. Mày, đi về ngồi thiền tỉnh lên. Nếu không, thằng quýnh đứt đầu. Nó về cửa Nam Thiên, quỷ lâu. Tao tán mày đẻn cái động bên nè, bắt đầu mày có tao nè. Cái tội mày chung cho mùng bạn gái ta. Mày có tao nè, tao nói vừa dứt tiếng là mày sáng mày nẻn đầu bên đó. Sáng quỳ xuống lại đó. Bỏ mà mày. Tiệt tích giang hồ luôn. Về ngồi thiền luôn.
Vì nó thờ đủ thứ, nó thờ tam cấp. Nó sợ huynh lắm, cho nên mày muốn về á, mày về bằng lăng. Cỡ năm thiên, bắt đầu mày về bằng lăng gặp tao. Rồi tao mới trị bệnh mày. Cái thằng nè, khối u này nè, gần 20 năm. Khối u cổ nè, là chết á. Từng cổ là cứng đơ đó, không đất đầu được. Cấm đầu thì tới hoài. Rồi ơi, ủa mà sao mày biết tao mày? Dạ con thấy ông làm bệnh rồi, con kêu ông cứu con. Đầu bỏ mày đây. Hết đó. Vậy mà không biết gì hết. Vậy là bệnh hiền cũng có trị bệnh tâm linh cho người ta được đó bệnh. Vậy chứ. Chết cũng sống lại. Chết cũng sống lại được luôn thưa bệnh. Nếu âm dương phóng quan bắt người vô tội, trong phòng bây giờ nó bóp. Ghê ha. Cái tử có lông cung mà. Kêu thả là thả đó. Các ngài bắt qua với người ta, sai quỷ sứ đem hồn người ta trở về lên. Chớ cái tảng đá nãy đó là mà bạch mã đó, sau này là huynh cỡ đó. Là gia chặn đó. Đừng có lộn nghe trời. Không lộn, mình đây không ai chứ chân lộn. Có đúng không? Nay em đi chung với kênh của ông Tùm Tùm, mà ông Tùm Tùm biết được cái tiền kiếp của Quỳnh Hiền luôn, quá hay cái gì ơi. Quỳnh Hiền giờ lậu đó nghe Quỳnh. Lậu là... Tôi đã nói với là Minh Hoàng. Hồi xưa đó Minh Hoàng, hồi trò của Minh Hoàng. Tôi nói dạ thưa Phụng Hoàng, ông nói đó, ông nghe lời bọn Định Thần, ông giết tổng minh ra cái lượng phải không? Vậy hả thằng cáo lỗi gì qua lên? Bây giờ tổng minh ngồi đâu là biết hết, không cần đi đâu, ngồi đó ra sức quân cho quân đến đi. Sư thần nói chơi người nở lòng nào, nghe là bọn lệnh thần đưa một ly thuốc độc, uống cái một chút vào, nhưng mà cũng cầm báo với đọc chứ. Này, dặn nghe dặn bày vợ á, khi nào huynh chết á, mỗi á chổi hai mắt huynh lên. Bởi vì cái lời của tổng minh nói thằng chết vua chết, trời ơi, đây lính cho báo về báo vậy, tổng minh ra cái lượng còn sống. Vô đấy, tại sao uống cái độc vọng chết, đưa tao uống thử coi. Đi luôn. Chết luôn. Bị lâu nguyện mà. Bị nguyện có ra cái lượng á. Thằng chết vô chết. Tức quá kêu vợ chỗ mắt. Còn sống. Trời ơi lính báo gì bác ấy. Ra cái lượng còn sống. Đưa đây. Đưa đi ra đây. Thôi uống thử coi chết không. Uống vô đi luôn. Bây giờ hỏi là thiệt Quynh nè. Quynh sau này á. Là Quynh có hầu một người. Hầu vị cao để chờ người đó xuống. Quynh đi hầu chứ không, Quynh không có làm chuyện lớn đúng không, chỉ hầu người ta chờ ngày để hầu Hồng Quân Lỗ Tổ, hầu chúa Hồng Quân Lỗ Tổ. Không biết, Quynh biết luôn hả? Biết chứ. Chờ ngày khai đang đợi nè, đang đợi lệnh ông nè. Dứt phát không tha bọn Ninh Thăng. Vậy là ông Tùm Tùm biết về một phần nhỏ nào của Quynh rồi phải không? Biết hết, các việc đục biết hết, dân tộc biết hết. Người đây chụp mặt bắt tay là biết liền, nhà nào ông chết, nhà nào hỏi không. Lục còn phải sợ. Lục là miếng đó. Rồi hầu chúa đó có thể Quynh lậu chừng nào có thể là chúa xuống để Quynh để đi học hầu chúa. Tại nói chuyện nhầm mà. Có bao nhiêu lâu thôi? Chứ có thể Quynh biết, ở đây thì không biết đâu, ở Quynh thôi. 3.000 năm.
Lịch sử 3.000 năm, đủ 2.000 năm là tiêu diệt. Nhưng mà thương nhân sanh, xin Ngọc Hoàng để lại 10 năm nữa. Yeah. Là đúng 3.000 năm, không còn. Yeah. Còn 10 năm nữa là đúng 3.000 năm. Không sai. Yeah. Còn 7 năm nữa đó. Đấy, đánh chữ là 5 thành luôn đó. Chỉ 5 luôn đó. Yeah. 7.000 năm nữa, 7 năm nữa là đến 5 thành. Tìm xuất phát đó không? Không sai. Xuất phát gia chặn đó không? Là từ cung trời xuống luôn. Đó là xuống hết luôn ha? Xuống hết, toàn thể. Vì không gài buồn lắm. Thì đôi nhân chữ thể không được. Không yên. Không yên mà. Tụi mày quá đáng. Mày làm chức mà quýnh nữ. Không biết nó lên cái gì mà nó chạy ra tới đầu lộ rồi. Mới hồi sáng nha nè. Quýnh nữ. Nó trôi lại nó quýnh luôn. Quá đáng. Thiếu mình có máy này lên búp luôn. Mấy ông này làm việc gì xong quýnh con cháu thôi. Bây giờ quýnh tỉ mưu luôn. Phải không? Bất mãn lực. Rồi cho hỏi huynh lên đây rồi công chúa lên chưa? Sao mà trên đây buồn? Chứ chưa lên hay gì? Nó ghiền quá. Ghiền quá không được đâu. Công chúa giờ lên chưa huynh? Chưa. Chưa. Nó ghiền quá rồi. Thì cũng mới gặp nhỏ này nữa, cũng ở Cần Thơ nữa. Cũng mới nói chuyện nó ngày hôm qua, nó cũng nhìn. Ôi, tiền căng kiếp trước cái gì? Khổ quá. Tại vì lúc trước huynh ăn chơi, bỏ bơi cái địa cung. Rồi huynh lên đây chuyện gì? Từ từ sau này sẽ đáo lai lại. Chưa thấy Sa Đạt. Ừ. Sa Đạt chưa thấy. Chưa có. Chưa lên. Nhỏ này nó ở là Bảy Núi. Long Sơn ở cái Bảy Núi. Chỗ này ta có bị cậu gan sống đó với thằng này nọ đó. Ừ. Vì chỉ người ta cây mai dương đó. Ừ. Phơi khô rồi sau thổ rồi đổ đất rồi hốt lên nấu. Mai dương bà là mai dương thường mình. Cây mai dương ở đất mình mọc lên gì nè, nó gai không? Nó gai không hả? Ừ. Mai dương bà. Là mai dương. Nó chỉ tan tay. Mai dương á chị bệnh gì hay lắm á, bác sĩ chạy này hết á, cậu gan xong. Thấy đẹp không? Đẹp. Hòn đá lưu ly khai thiên độc địa năm 1939. Mà tâm còn chỗ đây. Từ tới ngày 4 bình chiều luôn. Rồi thôi bây giờ tôi cũng video này cũng xin kết thúc. Ừ. Cũng Quỳnh Hiền chào khán giả đi Quỳnh Hiền. Chào. Rồi. Chào khán giả. Để khi nào gặp lại nha. Rồi.
Rồi.